Tập 3. Lục Huân, chuyện xảy ra 3 năm trước anh biết rõ hơn ai hết. Chuyện này đã làm tổn thương tôi, không phải 1-2 ngày mà có thể chữa lành được. 3 năm đằng đẵng, ngay cả trong mơ cảnh đó vẫn thường xuyên xuất hiện. Tôi không hy vọng thế giới này lại xuất hiện một lần nữa một người phụ nữ mà có trải nghiệm giống như tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu các người hôm nay đưa Lục Quân quay lại, tôi sẽ cùng anh ấy quay lại. Tôi với Lục Quân từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, trước giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Nếu không phải nhà tôi phản đối, hai chúng tôi bây giờ chắc đã kết hôn rồi. Tôi thực sự có can đảm, hãy để tôi được ở bên anh mãi mãi. Người đàn ông trước mặt tôi ơi, Đại Diệp, kết hôn là chuyện cả đời. Chúng ta phải chắc chắn người vì bản thân mặc lên bộ váy cưới là người mà chúng ta thật sự muốn cùng sống cả đời còn lại. Vì người cả cuộc đời thật sự rất dài đó, dài đến nỗi mỗi người đều không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tâm đã sẵn sàng, vậy thì cuộc hôn nhân đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sao không đến sớm? Nhưng bây giờ quá muộn rồi. Xin lỗi. Đồ khốn, để tôi đi vào đi. Người đâu? Cô không phải đuổi theo rồi hay sao? Người đâu? Xin lỗi. Uống nước đi. Tôi thực sự mất trí rồi. Làm sao tôi tìm được người có tiền án đến làm hôn sự chứ? Cô à, cô là ngôi sao chổi, cô khác người đàn ông của tôi. Có gì từ từ nói làm gì vậy? Các người dựa vào đâu mà làm đám cưới? Có phải muốn toàn phụ nữ trên thế giới hạnh phúc như cô ta hay không? Anh làm cái gì vậy? Chửi người ta rồi, nước cũng hắt rồi, còn muốn đánh người ta nữa hay sao? Tôi đánh cô ta đó làm sao? Tôi đánh đó làm sao? Đồ sao chổi, xui xẻo. Trương Mạnh, anh buông tay ra đi. Anh cứ để cho cô ấy trút giận đi. Phát giận rồi sẽ tốt hơn. Trút giận cũng không thể đánh người được. Cô mau đi đi. Anh đi ấy. Đừng khóc nữa. Cô nghĩ lại mà xem. Có hơn 100 người đàn ông bên ngoài. Cô suy sụp họ phải làm sao? Cha mẹ cô phải làm sao? Bình tĩnh lại trước đi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nào, ngồi xuống trước đã. Ngồi xuống đi. Nào, bình tĩnh lại nào.
Bên ngoài loạn thành đống hỗn độn rồi, cô mau đi ra ngoài đi. Ở đây giao lại cho tôi. Hãy tin tôi. Anh nói xem tại sao tôi lại đen như vậy? Tôi sai ở đâu chứ? Ngay cả mặc váy cưới, bộ dạng như một con chuột đi ăn trộm gạo vậy. Tại sao tôi lại thê thảm như vậy chứ? Anh biết không? Tôi chuyên môn vì anh ta. Anh xem phim hoạt hình này chưa? Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai chỗ nào? Cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Nhất định sẽ có cách. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sau này còn đâu mặt mũi nhìn người ta đi. Sau này tôi phải làm sao? Uống chút nước ấm đi. Tôi cứ tưởng là lại định tạt nước cho người tôi nữa cơ đấy. Cảm ơn. Người ta tạt cô, tại sao lại không tránh? Kỹ năng của cô đấy làm cho tôi rất xót xa. Chịu sỉ nhục của người khác như vậy, tại sao chị biết bắt nạt tôi? Hôm nay đối với cô ấy mà nói là một ngày vô cùng quan trọng. Tạt ly nước có là gì? Không tạt nước có axit là may rồi. Được rồi, tâm đủ to rồi, còn biết đùa nữa chứ. Tại sao lại để cho bọn họ đi? Bởi vì không có tình yêu, ở lại cũng có ích gì đâu. Thực ra Lục Quân nói đúng, con đường còn lại thật sự rất dài, lâu đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Thực sự không có dũng khí cùng một người mình không yêu dành phần đời còn lại với nhau. Thực ra chuyện này không trách cô được, cô làm đủ tốt rồi. Là người đàn ông đó không biết trân trọng thôi. Một cô gái tốt như vậy, nói bỏ là bỏ. Ba năm trước cũng như vậy hay sao? Muốn khóc thì khóc đi, đừng ngại. Tôi khóc không nổi. Tôi nhớ anh từng hỏi tôi giọt nước mắt cuối cùng là khi nào. Chính là 3 năm trước. Từ đó về sau, muốn khóc cũng khóc không ra nữa. Tôi đi tìm bác sĩ hỏi rồi, có phải bị chặn ở đây hay không. Bác sĩ nói với tôi đó là tâm bệnh, nút thắt trong lòng chưa được mở thì nó vẫn còn ở đó, cho nên không có nước mắt, khóc không ra nữa. Thực ra
tạt nước như vậy cũng rất tốt. Tôi nhất thời có thể tỉnh táo. Với lại anh bớt nước này từ trên chảy xuống, cảm xúc chắc sẽ gần giống như chảy nước mắt. Có muốn trải nghiệm một chút hay không? Đi đi. Một ly nước sao mà đủ? Xem đi, thuê địa điểm đặt bàn, cộng với qua bóng bay linh tinh, trừ tiền đặt cọc ra, chúng ta cũng mất hơn 50.000 tệ. Lão Hà, tôi thật sự phải nói với cô đuổi theo Lục Quân rồi, tại sao không kéo anh ta về luôn, mà lại để cho anh ta đi như vậy? Cô để anh ta đưa tiền trước rồi hãy đi. Trốn hôn là dũng khí cần thiết, không dễ dàng gì. Đúng đó, không dễ dàng gì. Chị cô dễ hay sao? Công ty vừa mới thành lập đã mất 5 vạn tệ. 3-4 ngày này đàn ông tìm không được, phụ nữ cũng từ chối thanh toán. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng từ chối nghe luôn. Cô thì dễ rồi, cô đỡ gió Tây Bắc đi. Lục Quân vẫn chưa tìm được hay sao? Cô mấy ngày này không đến, luôn bận rộn chuyện này hả? Không sai, mấy ngày nay đều là tôi cùng Đại Diệp đi. Nếu tôi nói trực tiếp đến là Tiểu Linh rồi, người ta đều tức giận. Các người luôn gọi điện thì ai đưa tiền? Để tôi đi một chuyến. Tôi cũng quen biết Tiểu Linh, thêm một người thêm một đối ứng. Tôi đi cùng với cô. Anh đi tôi cũng đi. Anh đi theo làm loạn cái gì chứ? Tôi làm loạn gì đâu. Cô xem hai người này, cái đó rửa bát rồi. Anh ta dựa vào đâu bảo tôi rửa bát như vậy hả? Cô nói xem hai người họ có quan hệ gì? Ngày ngày xuất sông nhập đối, có thể đã ngủ sinh cảm tình rồi. Cô nói cái gì chứ? Phía trước rẽ trái tại đèn giao thông. Không phải Google bảo rẽ trái hay sao? Tại sao anh lại đi thẳng? Quên. Tôi còn tưởng là cô ngủ cơ. Không phải đâu, tôi ngủ sao có thể nghe chỉ đường được. Anh tỉnh mà. Anh không thức chỉ đường à? Tìm ngã tư trước mặt anh. Anh mau quay đầu đi. Còn đi nhầm đường nữa là không quay lại đâu. Bạn đã đổi tuyến đường. Lưu Đan, cô bất công quá rồi. Cô rõ ràng biết tôi thích Đại Diệp. Cô còn gài bẫy cô ấy với người đàn ông khác. Đen là tôi vẫn phải coi cô là bạn. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Anh thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích anh. Với lại lão Hà hơn 30 tuổi rồi. Tìm cho cô ấy một người bạn trai có gì sai? Không phải rất bình thường hả? Rơi túi gì đây này?
Cô ấy không thích tôi, vậy cô ấy thích Trương Mãnh hay sao? Gan lớn quá rồi, nhớ Trương Mãnh đó là người xấu thì sao? Nhưng mà hễ là chuyện tôi muốn làm, tôi chắc chắn trước là đã tìm hiểu chi tiết rồi. Anh lo lắng thế làm gì không biết? Hai người họ chả nói gì thôi. Anh vẫn còn cơ hội đó, cạnh tranh công bằng không tốt hay sao? Công bằng gì? Ngày hôm lễ đó, tôi thấy bọn họ đứng trên bãi cỏ bá vai nhau. Thật hay giả vậy? Trời ơi, tôi vốn chỉ nghĩ muốn để lão Hà dùng đất mặn đó khai quang một chút thôi. Lần này tốt rồi. Phát lục rồi, phát hụt cái gì? Anh lại đi đâu đó? Nè, túi, không lấy túi hả? Phát triển cũng nhanh quá. Đều đi hết rồi. Đến rồi. Cô chú, cậu ở đây nữa hay sao? Có chuyện thì nói, hết chuyện xin mời đi. Nếu không phải bảo mẫu nhà chúng tôi không quen các người, mở cửa cho các người, tôi nhất định sẽ không để cho các người vào đây. Tôi trước mặt nói những lời khó nghe. Hôm nay các người nếu đến lấy tiền thì đừng có mơ. Cái đó, cô chú à, chúng cháu đến chính là vì chuyện này. Doanh nghiệp nhỏ lẻ. Nhưng mà cháu, cô à, chúng cháu thật sự không phải đến lấy tiền. Chúng cháu chỉ đến thăm Tiểu Linh. Cô ấy đã khỏe chưa? Nó còn có thể khỏe được hay sao? Trong hôn lễ chú rể chạy mất, ai cũng không chịu được mà. Nam nhân không đáng tin có thể đổi. Nhưng mà hôn lễ lớn như vậy, mặt mũi của chúng tôi đều mất hết rồi. Sau này còn nhìn người ta thế nào được? Đừng đi, bây giờ nó cả ngày âm thầm lặng lẽ, không nói chuyện, không gặp ai hết. Tôi thấy nó cả đời này sợ là bị hủy hoại trong tay của người đàn ông này mất. Cho nên tiền này chúng tôi nhất định sẽ không trả. Cái đó, cô à, thực ra từ phương diện tình cảm, tôi đặc biệt đồng cảm với Tiểu Linh. Nhưng mà về đạo nghĩa mà nói thì cháu cũng rất có thể hiểu cho hai cô chú. Nhưng chúng cháu làm kinh doanh cũng không dễ dàng gì. Mọi người đều là người kinh doanh, cho nên cô chú xem, đúng không dễ. Đều không dễ, cái gì mà không dễ? Các người không dễ dàng, con gái của tôi dễ dàng hay sao? Cái tên Lục Quân này là đám cưới của cậu ta lại chạy trước. Các người muốn tiền mà lại để cho anh ta đi. Nhưng mà cô à, cháu, chúng cháu không tìm được Lục Quân. Được cười, các người không thể tìm được cậu ta mà lại muốn đến đây tìm chúng tôi đòi tiền. Đúng, nhà chúng tôi không thiếu tiền, nhưng mà chúng tôi phải hợp lý. Cô là phụ nữ, cô phải chạm vào lương tâm của mình, hỏi bản thân, con gái nhà chúng tôi thành ra bộ dạng như vậy, các người còn đến đòi tiền chúng tôi, như thế hợp lý hay không? Hợp lý không? Cô à, cô đừng tức giận nữa. Chuyện này cô nói đúng. Về tình về lý, cháu cũng không nên tìm Tiểu Linh để đòi tiền. Cháu xin lỗi đã làm phiền cô à. Cháu chào cô chú. À đúng rồi cô. Cô cũng khuyên Tiểu Linh nói với cô ấy một tiếng. Bất luận xảy ra chuyện gì, thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả. Tiền thì tôi sẽ trả. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Tôi muốn gặp Lục Quân. Đầu của con hỏng rồi hay sao? Con điên rồi. Cái tên Lục Quân khốn kiếp này, còn gì mà gặp? Mặt mũi của con còn chưa đủ mất mặt hay sao? Hay cho anh,
Anh còn uống nhiều nữa, tôi ở đây không thể dọn dẹp được. Tôi uống nhiều cũng tốt. Tôi uống nhiều thì tôi không cần nghĩ đến những chuyện rắc rối đó nữa. Nói anh là một thằng nhóc, anh còn không nhận. Đây là thời đại nào rồi mà còn đi uống rượu để vơi lấp nỗi buồn. Trẻ con quá đi. Có tác dụng hay không? Với lại uống nhiều nữa, chuyện cũng đã rồi, cũng quên không được. Sau khi tỉnh rượu lại càng nhớ mà thôi. Có thể quên một chút, ít ra thì tôi cũng dễ chịu được một lúc. Anh đừng có uống nữa, uống bao nhiêu cũng không đỡ được đâu. Như vậy anh bây giờ quên chuyện này rồi, như thế quên đi Hà Đại Diệp rồi. Nếu thế ăn miếng trả miếng đi. Cái gì mà ăn miếng trả miếng? Cô ấy ngủ, anh cũng ngủ. Anh xem, giống như có một số cuộc hôn nhân, sau khi người đàn ông lừa dối, trái tim của người phụ nữ tan nát, nhưng lại không thể ly hôn, phải làm sao đây? Người phụ nữ cũng ngoại tình, như thế trong lòng bình đẳng rồi. Ba quan điểm này được đặt trong hôn nhân tuyệt đối không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà đặt trong tình huống của anh mà nói, có lẽ anh cũng nên thử đi. Xem anh trung thực thực thà kia, hay là bỏ đi, đi con đường khác. Làm gì vậy? Tôi mượn cô dùng một chút. Ăn miếng trả miếng, đi. Đi. Chuyện này anh nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi không thể chịu thiệt đâu. Đi đi. Đi trước đi, đi. Anh chậm một chút, đi đi nhanh lên. Nhanh, đi bên đó đi. Xin chào, người bạn gọi đã tắt máy. Cô vẫn thực sự có ý định để hai người họ gặp mặt hay sao? Đương nhiên rồi. Lục Quân, anh ta nợ Tiểu Linh một lời xin lỗi, nợ mọi người một lời giải thích. Bây giờ một mớ hỗn độn lớn như vậy, lẽ nào anh ta không nên xuất hiện thu dọn hay sao? Cô đã nghĩ kỹ chưa? Tôi biết cô với chồng cũ có thể vẫn luôn liên lạc, nhưng mà tôi cảm thấy trên thế giới này có rất ít phụ nữ có thể kiên nhẫn được như cô. Nếu là Tiểu Linh, cô ấy chắc chắn không thể chịu được đâu. Loại nút thắt này cô không thể giải quyết được, huống chi là cô ấy. Anh đánh giá quá thấp rồi khả năng tự chữa trị của phụ nữ. Anh có biết không, là một người phụ nữ khi thật sự chịu tổn thương, cô ấy có thể kiên cường hơn bản thân có thể tưởng tượng đó. Tôi không hiểu, có lẽ Tiểu Linh có thể hiểu. Cô ấy tốt lên rồi, biết đâu nút thắt của tôi tự nhiên lại được tháo gỡ thì sao? Vậy chúng ta đi đâu? Tìm Lục Quân đi. Anh ta bây giờ chắc là nhà không về được, lớp cũng không lên. Lục Quân không phải bạn của cô giới thiệu đến hay sao? Cô gọi điện cho người bạn đó của cô đi. Anh ta không chừng có thể tìm được Lục Quân. Được đó, thời điểm quan trọng, não của anh cũng khá được việc. Cái này không phải lây từ cô sao? Chúng ta cuối cùng đã hạ cánh, có thể nghỉ ngơi rồi. Anh sẽ bay đến đâu tiếp? Los Angeles, quốc tế. Đúng, lần này thời gian bay lâu đấy. Đúng đúng, hôn lễ sẽ xuất hiện hai bối tháp. Sau đó thì sao? Anh ấy đã theo dõi một bối tháp khác, chạy mất rồi. Cô nói xem, anh ta thật sự chạy rồi. Cũng không biết anh ta nghĩ như nào nữa. Đúng thật là bối tháp cái gì, chạy cái gì? Lục Quân với bối tháp chạy rồi. Chạy rồi đấy. Chạy rồi. Lục Quân chạy rồi hả? Không phải chứ. Tôi nói anh em các anh, đó thật sự là anh em. Ngay cả kịch bản đám cưới cũng đều giống nhau. Nói vậy là chạy rồi. Làm gì vậy? Nghe điện thoại đi. Ngốc à? Chúng ta không nói sai chứ? Xin chào, người dùng bạn gọi đang có cuộc gọi khác. Xin vui lòng gọi lại sao? Đây là ý gì chứ? Anh ta cái này đưa vào điện thoại tôi hay sao? Điên rồi hay sao chứ? Phú mà.
Sao vậy? Tìm. Tôi dù có tìm sang Thượng Hải cũng phải tìm cho ra Lục Quân. Đừng nói với tôi những thứ này. Nói có ích gì không? Tôi thực sự hết cách nói với cậu đó. Tôi nói cậu này. Xin chào. Cậu nói xem, cậu đang ở đâu vậy? Mau nói cho tôi biết. Được rồi, cậu gửi qua đây. Gửi qua, tôi nói. Sao hả? Điện thoại cũng nghe rồi, thông tin cũng không hồi. Trước đó không phải anh xuống máy bay là liền xuống tìm tôi sao? Biến mất hả? Không phải tôi vừa mới xuống máy bay hay sao? Là hội ngộ rồi, điện thoại bị tắt rồi. Cô xem, tắt chuông nè. Vừa rồi nhận điện thoại, tôi đang chuẩn bị gọi cho cô đó. Không cần, người đó ở đây rồi. Đại gia, hôm nay tôi vừa mới về có chút mệt. Hay là cô về trước đi, tôi không đến chỗ của cô đâu. Tôi biết anh mệt, tôi cũng không bảo anh đến chỗ tôi. Nhưng không phải lâu rồi không gặp hay sao? Nhớ anh rồi, cho nên tôi quyết định hôm nay. Anh đi đâu tôi đi đấy. Được, đi thôi. Mở cửa. Tôi hơi đói. Hay là chúng ta đi ăn trước đi. Tùy anh. Được. Được rồi, cô đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Xem tôi là phạm nhân hay sao? Tôi nói cho cô biết sự thật. Lục Quân này ở đâu thì tôi thật sự không biết. Anh biết tôi tìm Lục Quân hay sao? Diễn à? Tiếp tục diễn đi. Diễn đói, diễn có thể ăn. Hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, lại còn lừa người. Anh ăn đi cho tôi còn không hiểu anh hay sao? Không phải chứ, cái con người này có bị làm sao không vậy? Dối lừa gì ở đây? Hả? Quá tinh ranh rồi. Được rồi, nhỏ tiếng thôi. Tôi tưởng cô nhớ tôi thật. Nhớ cái đầu của anh đó. Tôi hỏi anh lần nữa, Lục Quân rốt cuộc ở đâu? Đừng có nói là không biết nha. Lúc anh vừa nghe điện thoại tôi đã nghe thấy rồi. Tôi vừa gọi cuộc điện thoại đó. Cái gì? Hôm nay anh không nói cũng được. Dù sao Thượng Hải, một nơi to lớn như vậy, tôi không sợ không tìm được liên hệ. Dù sao tôi cũng phải tìm được anh ta. Đến lúc đó tôi không còn tốt tính như vậy nữa đâu nha. Cô nghĩ bây giờ cô đang tốt tính hay sao? Anh nói gì chứ? Không có gì. Tôi hỏi cô rốt cuộc tìm Lục Quân làm gì chứ? Tôi cứ đi làm việc đi. Sao hả? Cô vẫn giúp người khác đánh bại bất công hay sao? Anh nói tôi làm gì? Tôi muốn tiền. Chủ đề đám cưới chuột là anh ta nghĩ ra đúng không? Bây giờ anh ta chạy rồi, Tiểu Linh dựa vào đâu để trả tiền hộ anh ta? Thực sự chỉ đơn giản là cần tiền không? Anh cảm thấy sao? Hà Đại Diệp, cô có phải là từ đây đến đó là nghĩ đến chuyện chúng ta quá khứ hay không? Tôi nói cho cô biết, tôi là tôi, Lục Quân là Lục Quân. Cô có tư cách gì mà cứ nhằm vào tôi thế? Cô là gì Lục Quân làm cái gì? Tôi rảnh quá ha. Chuyện của hai chúng ta qua lâu như vậy rồi, tôi sớm đã quên. Lần này tôi đã đặt vào đây không ít tiền. Tôi thực sự là vì khoản tiền này. Được. Cô muốn nợ. Nhưng tôi nói cô này, tôi thực sự không biết Lục Quân đang ở đâu. Cô nghĩ xem, Lục Quân biến mất rồi. Tất cả mọi người đều đang tìm anh ta. Tôi là bạn tốt của anh ta. Tất cả mọi người đều đến tìm tôi. Cho nên người mà anh ta không thể nào nói nhất chính là tôi. Cô cảm thấy sao? Đúng không? Cô nghĩ xem, anh ta Lục Quân này, đừng nghe máy hay sao? Không cần nghe, số nước ngoài nghe như bọn lừa đảo vậy. Lục Quân, chuyện này với tôi và cô, cái lừa đảo của anh dai dẳng nhỉ? Cô thấy đấy, bây giờ mấy trò lừa gạt này
Tôi phải tải một cái phần mềm chặn nó rồi đó. Hôm khác tôi đưa cho cô. Alo, La Sướng. Một lúc nữa cậu qua đây, tiện mang chút tiền, tiền mặt, lúc về tôi trả cho. Nói đi. Được, tôi biết rồi. Cậu tắt máy trước đi. Mau ăn đi, nguội hết rồi. Anh muốn gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn? Hay là để tôi giúp anh nha? Không cần, tôi mở điều hòa thôi. Cô lạnh hay không? Hay là nghe chút nhạc đi. Được. Súc, súc, súc. Súc của máy bay. Anh nóng hả? Không nóng. Tại sao mồ hôi vậy? Điều hòa đã bật rồi. Vào đi, nhìn ngay người cái gì vậy? Thôi đi, tôi không vào đâu. Sao hả? Khi ở quán bar, anh dũng cảm lắm mà. Bây giờ đến rồi, lại bị trùng chân hả? Tủ rượu rồi, tôi bây giờ tỉnh rồi. Tôi cảm thấy chuyện này không đúng lắm đâu. Nhìn anh kìa, còn tưởng rằng anh có thể kiên quyết. Đừng nghĩ rằng con trai không có gì gọi là giữ bản thân trong sạch hết. Huống chi anh là con trai tốt. Hơn nữa tôi biết hầu hết các chàng trai đều ngây thơ, nhưng đừng học những thói xấu. Cảm thấy có vài cô ngủ xung quanh là có thể thể hiện sự uy phong. Tôi đâu có. Không phải cô nói giữa vợ chồng phải ăn miếng trả miếng mới công bằng hay sao? Thứ nhất, anh với Hà Đại Diệp căn bản không là vợ chồng. Thứ hai, tôi nói nhiều với anh như vậy, từ hay ý đẹp, tại sao anh lại chọn những từ sai thế hả? Thật sự là học cái xấu thì dễ, học cái tốt mới khó. Vào đây đi. Không, tôi không. Thật đấy, tôi thật sự không vào đâu. Thật không, tôi còn bận chưa giúp được anh cơ mà. Vậy mà anh đã chuẩn bị đi rồi. Không, tôi có chuyện riêng, tôi phải tự nghĩ cách. Nhưng mà chuyện Hà Đại Diệp tôi không quên được. Cô nói ăn miếng trả miếng đó tôi cũng không làm được. Nè, có phải không để anh quên, không để anh mất đi bản thân, những cái khác đều được. Vào đi. Cởi quần áo đi. Không phải nói không làm mất bản thân hay sao? Tại sao lại còn cởi quần áo? Đừng hiểu nhầm, vì để giúp anh, thế này là bắt buộc. Tôi nói rồi, tôi biết sai rồi mà. Không ăn miếng trả miếng đâu. Chỉ là đùa thôi được không? Anh chụp một bức hình ảnh mơ hồ của hai chúng ta, gửi một dòng kết nối bạn bè. Như thế không sao, mà Hà Đại Diệp vẫn có thể nhìn thấy. Vậy cũng không được. Tôi vừa nói rồi không phải hay sao? Tôi là người con trai tốt, phải gìn giữ trinh tiết. Nếu đâu Hà Đại Diệp nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng tôi là một người con trai tùy tiện. Chứ cô gái bên ngoài thì sao? Ý này của anh là gì? Ai là người phụ nữ tùy tiện? Không, tôi không phải ý đó. Ý tôi nói là cô rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng mà cô tùy tiện để tôi, đưa tôi vào trong nhà. Có thể cô không quan tâm, nhưng mà nhỡ tôi là người xấu, cô rất có khả năng sẽ bị hại đó. Nhưng cái gì? Tôi sao có thể tùy tiện được? Trước đây tôi có rất nhiều bạn trai, nhưng mỗi người đều là thật lòng. Với lại tôi sẽ không tùy tiện ai cũng đưa về nhà. Đây là nhà của tôi, không phải nơi làm việc của tôi. Anh nghĩ tôi là loại người gì? Cô có rất nhiều bạn trai, không sao hết. Nhưng mà tôi khác. Tôi là đi xuyên tường với một cô gái. Lời này của anh thú vị thật đó. Tóm lại ý của anh là đàn ông có rất nhiều bạn gái là hoa hoa công tử, còn nếu như phụ nữ có nhiều bạn trai thì sẽ bị dạng người mắng chửi hay sao?
Không phải, cô đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta quan điểm không đồng nhất. Tôi nói một đằng, cô lại hiểu một nẻo. Đây là chuyện quan điểm không đồng hay sao? Đầu đất, thạch đào. Nhưng tôi là thật lòng coi anh là bạn bè. Cho nên tôi mới không có khoảng cách, mà cho anh biết về quá khứ của tôi. Với lại không có tiếc công giúp đỡ anh. Anh bây giờ ổn rồi, lại còn lên lớp tôi, có phải hay không? Không phải, tôi mệt nói với anh quá. Anh đi đi. Không phải Gia Gia, không phải như vậy đâu. Không phải tôi nghĩ cô là người như vậy, là cô tự nghĩ vậy thôi. Nói thật Gia Gia, tôi cảm thấy tiếp xúc với cô những lúc như thế này, tôi cảm thấy cô là một người rất tốt. Nhưng mà tôi có lúc hơi khờ khạo, nói không nên lời. Nhưng mà cô thông minh như vậy, cô nhất định biết ý tôi là gì. Với lại cô nói xem, cô ở quán bar xả điện những người đàn ông đó. Tôi cảm thấy cô thật sự không hạnh phúc. Tôi xin anh đừng quá tự phụ có được không? Thả điện với đàn ông là tán tỉnh. Tôi là làm ăn kinh doanh, lẽ nào anh muốn tôi cả ngày nhớ mặt đưa đám như đòi nợ người ta hay sao? Anh bây giờ với những người ngoài đó, thấy các cô gái bị lạm dụng tình dục, ngược lại qua đây nói là vì con gái mặt hở hang là cặn bã, có khác biệt không? Không phải, tôi biết cô không phải là người tùy tiện. Tôi biết cô không phải người tùy tiện. Ý của tôi là bọn họ không tiếp xúc với cô, bọn họ không hiểu rõ. Cô nói xem, nơi như quán bar, thiện ác lẫn lộn, là người nào cũng có. Nhớ cô ngày nào đó gặp một tên lưu manh bắt nạt cô bảo tôi đánh không lại hắn ta thì làm sao? Cô phải chịu khổ rồi, cô cười gì mà cười. Tôi nói thật đó, xã hội thì hài hòa, lấy đâu ra nhiều lưu manh vậy? Dù có thân là một người đàn ông, có phải nên nghĩ là làm sao để rèn luyện tốt thân thể không? Để bảo vệ cho phụ nữ chứ đừng để phụ nữ không thấy không cười không giao lưu tự bảo vệ mình. Tôi không có ý đó, ý của tôi là cô có thể giao lưu, nhưng mà cô đừng giao lưu với người lạ. Không phải, ý tôi là cô thấy cô đừng dễ dàng đi tin người khác. Cái miệng này của tôi không nói nữa, tôi không nói. Tôi bây giờ cảm thấy bản thân tôi là một thằng ngốc. Tôi sẽ sửa cho anh một chút. Tôi sẽ không tự tiện tin ai hết, cũng sẽ không tùy tiện đưa ai về nhà. Tôi đã có bao nhiêu bạn trai cũng không liên quan tới tôi hiện tại. Có một số nam nữ không bao giờ nói về chuyện tình yêu, cũng không chậm trễ. Họ chính là cặn bã đó. Được rồi, tôi xin lỗi cô. Tôi sai rồi, không nói nữa. Cô bây giờ nghĩ rằng tôi là một tên cặn bã. Được, cô tức giận với tôi cũng không đáng. Thật đấy, bức ảnh đó anh chụp hay không? Tôi đã khiến cho cô giận như vậy rồi mà vẫn còn giúp tôi, bởi vì tôi là người tốt. Lên đây đi. Vậy được, vậy chụp một bức. Nhưng bức này không được quá đáng đâu đó. Loại hợp ảnh, anh nghĩ không bình thường ấy. Tôi không cho anh cơ hội đó đâu. Được thôi, nào. Nhà của cô to quá. Cẩn thận một chút. Ở đây. Chúng ta đã nói rồi, lát nữa gặp Lục Quân thì có thể nói chuyện thanh toán. Chuyện khác không được nhắc tới. Chuyện nhà người ta ấy, cô đừng có can thiệp, nghe rõ chưa? Nếu cô không đồng ý, tôi bây giờ sẽ đưa cô đi ngay. Tôi gọi cho Lục Quân, bảo cậu ta trốn ở chỗ khác. Anh dám à? Gõ hay không gõ đây? Không có tôi sẽ đạp cửa đó. Là phòng này đúng không? Được rồi, để tôi. Nhớ đó, nói ít thôi, lấy nhiều tiền lên. Biết rồi. Sao bây giờ mới đến? Đợi cậu nửa ngày rồi đó. Đại Diệp, tại sao cô lại đến đây? Không hoan nghênh tôi hay sao? Trần Phương, chị Đại Diệp, quan nghênh. Sao mà không quan nghênh được chứ? Ngồi đi, mời ngồi. Cứ ngồi tự nhiên. Được rồi, mọi người nói chuyện trước đi, em đi đun nước. Không cần đâu. Đại Diệp, lần trước không phải cô đồng ý cho chúng tôi đi rồi hay sao? Đúng, là tôi đã thả hai người đi, không sai. Tôi không có để anh biến mất chứ. Không lên lớp nữa hay sao? Nhà cũng không về, điện thoại cũng không nghe, không cho tôi biết một chút tin tức gì luôn. Đối xử với ân nhân của các người như vậy à? Cô xem, có gì đâu, người cũng tìm thấy rồi này. Tốt mà, đúng hay không? Tại sao anh nói nhiều thế? Anh có biết khoản tình thông báo tôi vẫn chưa tính với anh hay không? Tính chứ, nhất định phải tính. Chúng ta về nhà rồi nói. Cô xem, người cũng đã tìm được rồi, cô không phải cần tiền hay sao? Lục Quân qua đây. Cái này, cậu phải trả lại tiền chứ, đúng không? Người chạy rồi, cậu không thể để Tiểu Linh giúp cậu trả được. Nên tôi trả. Tôi trả cho. Cái đó, nhưng mà Đại Diệp, cô cũng thấy rồi đó, tình trạng hiện tại của tôi. Tình trạng gì? Cái này mấy ngày không phải rất tốt hay sao? Hay là như này, sau khi tôi về sẽ lập tức lấy tiền trả cho cô. Cô thấy được không? Thế này đi,
Tôi trả giúp cho cậu ấy trước, được không? Nào, cậu về lại trả tôi. Giống nhau mà, trượng nghĩa quá. Tiền hơi nhiều rồi đó, chuyện gì cũng quản. Hòa thuận với nhau, anh em mà. Ngồi xuống. Khi nào về nhà vậy? Em đi vào bếp đun chút nước nha. Đừng đi, ở đây nói chuyện chút đi. Bây giờ bên ngoài đã thành một mớ hỗn độn rồi. Hai người chạy đến đây, những ngày tháng này vẫn tốt đúng không? Trốn cũng được, nhưng mà chuyện lớn như vậy, thời gian thậm chí có thể ra ngoài rồi. Nhưng mà người thì vẫn sợ hay sao? Cái này đáng sợ nhất. Lục Quân, hôm lễ cưới náo náo nhiệt nhiệt, người thân và bạn bè đều đến, cha mẹ của anh cũng rất hạnh phúc, đợi đến ngày có thể được ôm cháu đích tôn. Cô lại đem một chiếc xe tăng đến đưa anh ta đi, để Tiểu Linh một mình đứng đó đội đầu chuột, xem có xấu hổ hay không. Mặt mũi của cha mẹ biết để đâu. Các người có thể không quan tâm, nhưng mà cha mẹ phải làm sao? Tiểu Linh phải làm sao? Hai người nghĩ qua chưa? Tôi thừa nhận tôi có lỗi với họ. Đại Diệp, tôi nói thật với cô, Tiểu Linh cũng là một người rất phù hợp để kết hôn. Lúc đầu tôi nghĩ không có vấn đề gì, nhưng mà hai ngày này tôi nghĩ rõ ràng rồi. Nhân sinh của tôi tại sao lại để cho người khác quyết định? Lẽ nào bản thân của tôi không có quyền mưu cầu hạnh phúc?